Chương trình truyền hình Sống Mạnh do công ty Sống Mạnh thực hiện. Công ty Sống Mạnh là một công ty bất vụ lợi được thành lập từ năm 2001. Chủ trương của tổ chức Sống Mạnh là đem lại cho người Việt những kiến thức thực tế và chính xác về y tế, sức khỏe, đời sống và gia đình, hầu nâng cao được ý thức bảo vệ sức khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống. Đây là chương trình Sống Mạnh được phát hình hàng tuần vào lúc 7 giờ 30 phút tối thứ sáu hàng tuần và sẽ được phát lại vào lúc 4 giờ chiều hôm sau trên đài truyền hình Net Việt và sẽ được lên YouTube channel sau đó qua băng tần của Net Việt YouTube để quý khán giả tiện theo dõi. Chương trình Sống Mạnh TV hàng tuần sẽ có những tiết mục định kỳ sau đây: tin tức y khoa Sống Mạnh, Sống Sao Cho Mạnh với bác sĩ Trịnh Ngọc Huy và những tiết mục văn nghệ có tên Sống Mạnh với âm nhạc. Hôm nay, chương trình Sống Mạnh TV xin được bắt đầu với tiết mục Sống Mạnh với âm nhạc với những nghệ sĩ có tiếng hát và những bài hát gần gũi với tâm tình của quý vị. Xin mời quý vị cùng nghe. Thank you.
mình gặp nhau, phố cũ hoa bay nhiều, tay cầm tay chung bước nói ngàn câu mến thương. Nhưng hôm nay mình gặp đây, phố cũ hoa phai màu, mặt nhìn nhau không nói, ngỡ ngàng như mới quen. Hãy nói một câu cho vơi cạn sầu, quên đi cuộc đời. Duyên ta không thắm, cũng thương lỡ làm, em không trách anh. Đêm đêm em vẫn hót, nếu ta đừng quên nhau. Đêm nào anh đã nói mình yêu nhau rồi đó, nhưng nay ta xa rồi. Đường đời còn thấy đâu ngày vui xưa. Đêm đêm em vẫn hót, nếu ta đừng quên nhau. Đêm nào anh đã nói mình yêu nhau rồi đó, nhưng nay ta xa rồi. Đường đời còn thấy đâu ngày vui xưa. Bà cha mẹ trước đây đã làm và thực hành nhiều công việc ý nghĩa và rất mong thế hệ sau tiếp nối những công việc hữu ích đó cho mọi người, nhất là cho cộng đồng người Việt chung của hai thế hệ tiếp nối. Tổ chức y tế One Primary Healthcare là một thể hiện sự tiếp nối của hai thế hệ, đều mang truyền thống bác sĩ Việt Nam chăm sóc cho bệnh nhân người Việt qua sự hiểu biết và cảm nhận chung một ngôn ngữ, văn hóa và tập quán. Các bác sĩ Việt Nam ở thế hệ đi trước tận tụy chăm sóc cho bệnh nhân ra sao, các bác sĩ Việt Nam tuổi trẻ hôm nay sẽ theo gương đó mà tiếp tục tôn chỉ đó tại One Health Primary Care. Tổ chức y tế One Health phối hợp các kiến thức, sự cảm nhận về văn hóa đặc thù và những tập quán lâu năm chữa bệnh cho bệnh nhân người Việt để đạt được mục đích tối hậu giúp bệnh nhân sống mạnh, sống khỏe. Tổ chức One Health gồm có 6 bác sĩ gia đình và nội khoa với phòng khám, trang thiết bị hiện đại và các hoạt động gần 2 năm vừa qua. One Health sẽ đón nhận và chăm sóc cho bệnh nhân cả già lẫn trẻ. Mọi chi tiết xin liên lạc 408-254-9192. Dịch vụ y tế ở đây rất tốt, có rất nhiều bác sĩ người Việt Nam. Họ chu đáo, chăm sóc tận tình và giải thích về sức khỏe của chúng tôi một cách rành mạch, dễ hiểu. One Health Primary Care, chúng tôi chọn nơi đây là bác sĩ gia đình.
Tiết mục tiếp theo của Sống Mạnh sẽ là một trong những tiết mục chính quý vị khó có thể bỏ qua với bác sĩ Trịnh Ngọc Huy. Quý vị, đây là chương trình Sống Mạnh với bác sĩ Trịnh Ngọc Huy và Phạm Phú Nam. Hôm nay chúng tôi sẽ nói chuyện về một cái đề tài mà rất là quan trọng. Rất là nhiều người bị bệnh, đó là bệnh mạch máu vành tim. Hôm nay tôi hân hạnh được mời được bác sĩ Trần Hậu Liên, là bác sĩ chuyên khoa về tim, lên để nói chuyện cùng quý vị. Xin chào bác sĩ Trần Hậu Liên. Kính chào quý khán thính giả của Sống Mạnh và xin thân chào bác sĩ Trịnh Ngọc Huy. Cảm ơn quý vị. Bác sĩ Trần Hậu Liên là bác sĩ chuyên khoa về bệnh tim. Bác sĩ Trần Hậu Liên tốt nghiệp y khoa tại Đại học UC Irvine, tu nghiệp bệnh chuyên khoa về bệnh nội thương tại St. Mary Medical Center và sau đó hậu tu nghiệp chuyên khoa về bệnh tim cũng tại St. Mary Hospital. Bác sĩ Hậu đã hành nghề trên 30 năm tại vùng San Jose, là một trong những bác sĩ tim tại nhà thương Regional Medical Center và nhà thương O'Connor Hospital. Thưa bác sĩ Hậu, trước khi chúng ta nói về bệnh tim, bác sĩ Hậu có thể nói qua về cái cơ thể học của cái tim và những cái mạch máu vành tim để trước khi chúng ta nói về tình trạng của bệnh. Trước khi chúng ta nói về bệnh tim, những từ chuyên môn thì chúng ta cũng nên biết sơ khởi về cái cơ thể của cái tim của mình. Thì cái tim của mình nó nằm ở giữa tới bên trái, ngực trái của mình. Và nói chung tôi thường nói với bệnh nhân là nó nằm gần cái túi áo phía bên trái ngực của mình đó. Thì như cái hình như thế này. Thì cái tim của mình nó chia ra làm 4 ngăn. Ngăn phải và ngăn trái. Thì giữa cái bên phải với bên trái nó có một cái vách bằng bắp thịt mỏng. Cái đó gọi là cái septum, thì để nó chia bên phải với bên trái. Đồng thời nó chia phía ngăn ở trên và cái ngăn ở dưới, ngăn trên mình gọi là tâm nhĩ, tức là atrium, và cái tâm ở dưới gọi là tâm thất, tức là ventricle. Do đó nó chia làm 4 ngăn, bên phải, bên trái, trên và dưới. Giữa trên với dưới, tức là giữa tâm nhĩ với tâm thất, thì có cái van tim để chặn lại, để mở và đóng lại để cho máu lưu thông, thưa bác sĩ. Thì bác sĩ Hậu nói về cái vị trí của cái mạch máu vành tim. Vâng, thì trong đó, đó thì cái tim của mình nó, cái cơ bản của nó là cái cơ tim, tức là cái bắp thịt. Thì cái tim của mình nó cũng giống như cái nội tạng khác, nó cần phải có máu đỏ dẫn tới để nuôi dưỡng cho nó. Thì cái tim mình phải tự nuôi dưỡng lấy rồi mới đem máu lại những cái cơ quan khác như là óc, như gan, thận. Thì trong cái tâm thất trái là cái chỗ mà chứa những cái máu đỏ mà có nhiều chất bổ, nhiều oxygen đó, thì nó nằm ở bên trái như thế này. Thì từ đó nó đi ra khỏi tim thì nó qua cái động mạch chủ, từ cái ống đỏ to này gọi là aorta. Thì cái động mạch chủ này, trước khi giữa tim với cái động mạch chủ, nó có một cái van tim, nó gọi là cái van động mạch chủ. Vừa ra khỏi cái van động mạch chủ thì cái tim nó sẽ mọc ra hai cái mạch để tự nó nuôi nó. Cái mạch bên trái nó gọi là left main, tức là mạch chính bên trái đó, nó có một khúc ngắn chừng khoảng 1 cm thôi, xong rồi nó sẽ tẻ ra làm hai nhánh chính, một nhánh nằm phía trước như cái nhánh đỏ như thế này. Cái đỏ là cái động mạch và cái xanh là cái tĩnh mạch, thì mình nhìn cái đỏ thôi, cái đỏ nó từ trên xuống nên gọi là LAD, tức là cái mạch trái mà đi phía trước của cái tim đi xuống, và một cái nhánh nhỏ hơn nó vòng bên trái, nó đi ra phía sau lưng, thì nó gọi là left circumflex artery. Trong cái hình này mình không có thấy rõ vì nó nằm phía sau lưng. Và đồng thời nó có một cái lỗ khác nằm phía bên phải của cái gốc của cái động mạch chủ của mình. Nó sẽ mọc từ đó, nó về phía bên phải, nó đi xuống và nó đồng thời nó đi xuống cái nằm phía dưới của cái tim của mình. Cái đó gọi là right coronary artery, tức là mạch vành tim bên phải. Thì do đó cái tim mình nó chỉ có hai cái lỗ thôi, tức là nó hai cái nguồn của hai mạch, nhưng mà lúc mà nó ra ngoài bên trái là được tẻ ra hai mạch. Do đó coi như trên thực tế mình có ba mạch. Thưa bác sĩ Hậu, như vậy tại sao
chúng ta bị bệnh mạch máu vành tim. Vậy cái mạch máu vành tim á, là cái mạch cần phải có thời gian, thì lý do nó bị nghẽn cái mạch đó là vì cái chân lòng của cái mạch của mình đó, nó lúc mình đẻ ra thì nó rất là thông, nhưng mà lâu ngày đó thì những cái chất cholesterol, những cái chất tế bào xấu ở trong máu mình đó, nó ứ đậm vào cái thành của cái mạch vành tim, và từ từ nó mới chui vào dưới cái thành bằng cách là những cái tế bào đó nó chứa, nó hút cái mỡ xong rồi nó chui ở dưới tế bào, xong nó chết luôn rồi nó bể ra, rồi cái cholesterol nó sẽ động lại ngay ở dưới cái mạch, thành của cái mạch, rồi từ từ nó mới nhiều mỡ quá nên nó phù lên, nó phù lên thì nó ép vô như thế này, nó làm cho cái mạch mình cái bị nghẹt ở bên trong, và máu chạy lưu thông ngang nó sẽ bị cản trở. Đó là cái nguyên nhân mà mình bị nghẽn mạch vành tim, và cái này cần có nhiều năm, do đó bệnh này thông thường trung niên tới người già, chứ người trẻ thì rất là ít. CBC. Tôi tóm tắt lại, mạch máu vành tim là một cái bệnh mà mạch máu nó nuôi tim nó bị nghẽn lại. Như vậy thì một khi như bác sĩ Hậu nói là những cái bệnh nó cần một thời gian lâu dài mà trước khi nó bị đóng nghẽn hoàn toàn để bệnh nhân bị bệnh nhồi máu cơ tim. Như vậy bệnh nhân cứ bị những cái mạch máu ngõ như thế, họ có những triệu chứng nào mà bệnh nhân có thể đoán, có thể nghĩ được, biết được để mà có thể đi tham khảo với bác sĩ để mà khám bệnh, để mà định bệnh? Dạ thưa, cái mạch này nó bị nghẽn đó, thì có trường hợp nó có triệu chứng, có trường hợp nó không có triệu chứng gì hết, mỗi người mỗi khác. Nhưng nếu mình thuộc về cái nhóm mà có triệu chứng, cái thông thường nhất là mình bị mệt nặng ở trong ngực, mỗi lần mình làm việc hoặc tập thể dục thì cái nó có cái áp lực ở trong lồng ngực của mình, nó làm cho mình khó chịu, cái đó gọi là đau ngực. Nhưng mà mình phải hiểu là nhiều người nghĩ đau là phải đau nhói, đau dữ dội, nhưng mà nhiều khi nó chỉ là một cái áp lực cho trong ngực mình thôi, thì cái đó là triệu chứng thông thường nhất mình phải để ý. Cái thứ nhì là mình ngập thở, cái thứ ba là mình dễ mệt, mình làm cái sức tập thể dục hoạt động của mình nó xuống. Và ngoài trừ những cái trường hợp thông thường này, nó có những cái trường hợp không thông thường, chẳng hạn như mình chóng mặt, chẳng hạn như mình nhức đầu, chẳng hạn như mình mỏi, nhất là phía cái vai bên trái của mình nó bị mỏi, và có nhiều người lại bị muốn ói, bị đau ở dưới bụng trên. Có nhiều người, rất có nhiều trường hợp người ta đau bụng trên, nhất là bụng bên trái là nằm gần khu bao tử của mình đó, thì người ta tưởng là bị bệnh axit nhiều, bị bao tử như loét, nhưng mà thật sự đó là cái bệnh mạch máu nghẽn dây đến cơ tim bị thiếu máu. Thưa bác sĩ, có trường hợp mình lại không có bị triệu chứng gì hết, do đó mình cũng phải đi bác sĩ thường trực để tìm thêm. Thường thường phái nữ họ có những cái họ không có những đôi khi họ không có triệu chứng bệnh tim giống như phái nam. Thường có những cái triệu chứng nào mà phái nữ có thể cần phải để ý đến để mà họ có thể mà nghi ngờ là bị bệnh tim. Vâng, thì mình nói cái triệu chứng mà nghi ngờ nhất là triệu chứng khi nào mình đi mệt đó, mà cái ngực mình nó tức, của nó ngọt đó. Nhưng mà người phụ nữ có nhiều cái triệu chứng hơn đàn ông là nó không có những cái triệu chứng thông thường đó, mà lại có những triệu chứng khác, chẳng hạn như mình chóng mặt, mình mệt, mình muốn ói, mình đau bụng. Những trường hợp này mình gọi là trường hợp không thông thường mà nó khác. Do đó mình phải để ý mấy cái này, phụ nữ có nhiều cái triệu chứng này, cái này mình cần phải biết. Vì nhiều khi mình có những triệu chứng đó, mình đi bác sĩ gia đình hoặc là mình đi lại phòng cấp cứu thì bác sĩ nghĩ là cái đó không phải tim, và họ bỏ qua, thì bỏ qua cái cơ hội để định bệnh và chữa bệnh nguy hiểm này cho mình. Có người có những cái yếu tố nguy cơ nào mà có thể đưa chúng ta đến bị bệnh tim? Có người bị lúc còn trẻ, có người lúc bị bệnh tuổi bị già mới bị. Như vậy thì có những yếu tố nguy cơ nào mà có thể gây ra bệnh tim? Vâng, thì nói căn bản mình có triệu chứng thì đương nhiên mình phải đi khám nghi ngờ về bệnh tim. Nhưng mà nếu trường hợp mình không có triệu chứng như gì nhiều đó, hoặc là có mà mình không nhận ra được cái triệu chứng đó vì nó ít quá đó, thì mình dựa vào những cái yếu tố nguy hiểm dẫn tới bệnh tim. Thì cái yếu tố mà thông thường mà nguy hiểm nhất đó là những cái bệnh mà mình người trung niên tới lớn tuổi hay có là bệnh tiểu đường.
bệnh mỡ cholesterol máu nó cao và bệnh huyết áp cao. Ba cái bệnh này là mình cần phải chữa cho mỹ mãn để cho mình đừng có bị dẫn tới bệnh tim. Nhưng mà ngoại trừ những cái bệnh này, nó còn có những yếu tố khác mà mình phải để ý nữa. Thứ nhất là hút thuốc lá. Hút thuốc lá thì mình đương nhiên ai cũng biết thuốc lá là không tốt cho cơ thể, có thể dẫn tới ung thư phổi, nhưng mà có nhiều người là không để ý này, có dẫn tới nhồi máu cơ tim, tử vong về bệnh tim. Và đồng thời những yếu tố khác nữa là bị lên cân nhiều quá, thiếu tập thể dục, những yếu tố đó cũng ảnh hưởng. Và đương nhiên có một cái yếu tố mà mình để ý nhưng mà không thể thay đổi được là cái gene của mình, cái dòng giống của mình. Nếu trong gia đình của mình có những người bệnh nhồi máu cơ tim, tim mạch hoặc tử vong sớm đó, tức là thường thường khoảng chừng 50 tuổi đổ lại, là phải coi chừng rất là kỹ. Bác sĩ Hồng, nãy giờ bác sĩ Hồng nói ra những cái bệnh và những yếu tố có thể gây ra bệnh nguy cơ về bệnh tim. Người Việt Nam hay có câu yêu nhiều cũng làm đau tim, như vậy yêu nhiều có làm bị đau tim không bác sĩ Hồng? Dạ, nếu mình yêu nhiều mà mình thỏa mãn thì là không có bác sĩ. Nhưng mà nếu mà mình yêu nhiều mà mình đau khổ nhiều mà mình có bệnh tim thì đương nhiên làm áp lực cho tim của mình. Nói cho vui vậy chứ thật sự là nói chung những cái gì mà yếu tố là áp lực nhiều đó là mình phải để ý cho cái tim. Như vậy là ý bác sĩ Hồng nó yêu một người thì không bị áp lực, mà yêu nhiều người thì bị áp lực thì dễ bị bệnh tim hơn. Để quý ông nên tránh. Một khi mà bệnh nhân bị bệnh tim thì cái phương nếu mà bác sĩ Hồng nghi ngờ bệnh nhân bị bệnh tim thì thường thường bác sĩ sẽ làm những cái test nào, những cái thủ thuật nào để định bệnh cho chính xác là bệnh nhân đã thật sự bị bệnh tim và bị bệnh tim nhiều hay ít? Vâng. Thì bây giờ mình chuyển đầu tiên là mình cái người bệnh nhân á phải đi tới gặp bác sĩ thì bác sĩ mới có thể giúp cho mình được. Do đó mình phải tìm hiểu kiến thức thêm về bệnh tim, rồi mình có những cái yếu tố nguy hiểm về bệnh tim, hoặc là mình có những cái triệu chứng mà hơi nghi ngờ bệnh tim thì mình đi, hoặc là mình có tuổi lớn thì những yếu tố chính làm cho dễ bệnh tim thì mình đi tới cái khám bác sĩ. Và đồng thời lúc mình được chuyển qua đi khám tim á thì cái test đầu tiên mà dễ nhất là làm cái điện tim, gọi là EKG, thì cái đó nó rất là dễ làm tại chỗ luôn trong phòng của bác sĩ gia đình hoặc bác sĩ tim. Cái đó mặc dù là nó không có bảo đảm là mình có bệnh hay không, có nhiều người bệnh nặng nhưng mà cái điện tim nó vẫn bình thường. Nhưng nếu mình đo cái điện tim mà có nét của bệnh tim thì là mình thuộc loại nguy hiểm liền ngay tại chỗ, bác sĩ để ý kỹ hơn. Và nếu mà cái trường hợp thông thường mà điện tim bình thường thì bác sĩ có thể thử thêm bằng chụp siêu âm tim để coi tim mình có bị to hay không, van tim có hở hay không, có những cái bệnh tim khác hay không. Và đồng thời cho đi trên cái máy treadmill để kích thích cái tim, để thứ nhất là tìm coi cái sức tập thể dục của mình như thế nào, thứ nhì là để kích thích cái tim đập nhanh, để coi cái tim đập nhanh thì cái bệnh nghẽn mạch vành tim nó dễ hiện ra. Đó là đồng thời cũng coi được huyết áp của mình, đi tập thể dục có lên cao quá hay không. Đó là những cái test mà căn bản làm thử sơ khởi đoạn đầu để mình tìm cái bệnh tim. Một khi bệnh nhân bị bệnh tim rồi thì cách chữa trị bệnh như thế nào? Khi nào bệnh nhân uống thuốc, hoặc là bệnh nhân có thể phải thông tim, hay là bệnh nhân cần phải đặt vòng xoắn vào trong tim để bảo vệ cái mạch máu tim của mình? Vâng, một khi mình qua giai đoạn sơ khởi mà có nhiều người lại, thí dụ như cái chân mình yếu quá, mình không đi được máy treadmill, hoặc là mình bị tật, thì có những cái test khác để chụp hình, để bơm thuốc vào và mình chỉ ngồi trên bàn thôi chứ không cần phải đi trên máy treadmill, cũng có công dụng tương tự, có nhiều khi chính xác hơn nữa. Rồi một khi cái đó mà giai đoạn đầu mà mình nghi là có nghẽn mạch vành tim á, thì mình phải đi soi tim, gọi là coronary angiogram hoặc là cardiac catheterization. Thì lúc mình đi làm cái này đó thì nghe nói bệnh nhân cũng sợ lắm, nhưng mà thật sự rất là đơn giản. Lúc mình đi đó mình chỉ làm khoảng chừng 15-20 phút đó là mình có thể chụp hết tất cả những cái mạch vành tim, mà mình chích những cái loại thuốc để cho mình ngủ. Và cũng tôi thường nói với bác sĩ là cũng dùng những loại thuốc tương tự như bệnh nhân đi soi ruột già. Thành ra cái này nó rất là đơn giản, không có nguy hiểm nhiều mà dễ. Một khi mà mình soi tim rồi, trong 15 phút đầu mà mình thấy được cái chỗ nào nghẹt và mình biết được là mấy mạch nó nghẹt, mà nghẹt nhiều, nghẹt ít đó,
thì lúc đó bác sĩ sẽ định bệnh cho mình. Nếu mà bác sĩ có thể thông tim được mà bỏ stent cho cái chỗ nghẹt nó hết á, thì bác sĩ có thể bỏ liền ngay tại chỗ. Thì cái giai đoạn này coi như là giai đoạn 2 của soi tim, gọi là thông tim, thì cái này có thể dễ thì 50 phút, khó là có thể 30 phút, 1 tiếng thôi, chứ không có lâu lắm. Sau đó là bệnh nhân thường thường ngủ lại một đêm, nhưng mà có nhiều trường hợp đơn giản cũng có thể về cùng ngày luôn, rồi về. Còn nếu mà nặng hơn nữa đó thì bác sĩ sẽ giới thiệu cho đi mổ. Thật ra với những cái phương cách thông tim này và đặt những cái vòng xoắn ở trong tim thế này, đó là lý do tại sao mà cái vấn đề mổ để mà nối những cái mạch máu tim bây giờ đã không có nhiều như hồi xưa, phải không bác sĩ Học? Dạ, đúng rồi bác sĩ Huy. Nếu mà trường hợp mà mình bị nghẽn đó, thì cái kỹ thuật thông tim mỗi một năm nó tiến bộ thêm một tí, cái stent nó ít có nghẹt lại và nó dễ cho bác sĩ tim mạch đưa vào để thông. Do đó đó, những cái trường hợp mà nhiều năm trước không thể nào thông tim được thì bây giờ mình có thể làm được. Trường hợp mổ nó càng ngày nó càng ít đi, đương nhiên nó cũng có số ít những trường hợp phải mổ thôi, vì hoặc là không được, hoặc là thông được nhưng mà mổ có kết quả tốt cho cái người bệnh nhân sống lâu hơn thì bác sĩ phải đưa cho bệnh nhân đi mổ. Nhưng mà cái số ca mà đi mổ càng ngày càng ít, cái số bệnh nhân mà thông được càng ngày càng nhiều. Do đó mình cũng không có nên sợ đi soi tim, thông tim quá. Nếu một bệnh nhân đã bị bệnh tim rồi thì họ đã được uống thuốc men thì họ phải uống thuốc như thế nào, uống lâu dài hay là cả đời sao bác sĩ đó? Vâng, thì đương nhiên ngoại trừ cái mà căn bản là tập thể dục với diet ăn cử, mở đồ mặn đó, thì cái thuốc là rất là quan trọng. Mà cái thuốc mình uống đó là phải uống có nhiều loại suốt đời, có nhiều loại uống vài ba năm. Thì những loại thuốc mà coi như mình uống suốt đời là thuốc cholesterol, cái loại chính là gọi là statin. Rồi cái loại thứ nhì là những loại thuốc huyết áp mà mình có thể trợ tim, trợ thận. Thí dụ những thuốc mà bác sĩ hay dùng thường là lisinopril hoặc là losartan, những loại đó có nhiều người chưa có bệnh tim đã uống rồi. Và thêm một cái loại mà cũng cần thiết uống suốt đời là thuốc loãng máu, thì mình có thể uống thuốc aspirin hay thuốc Plavix. Những loại này uống suốt đời. Rồi có nhiều loại thuốc trợ tim mà uống lâu dài nữa là thuốc, những cái loại mà làm cho tim nó đập chậm lại, nó làm việc nhẹ lại để nó không phải bị áp lực nhiều, như cái beta blocker, những loại thuốc mà bệnh nhân cũng thường biết như là metoprolol. Thì những loại thuốc này mình cũng uống lâu dài. Và ngoại trừ cái này đó, thì có những cái thuốc khác như tiểu đường mà cần uống thêm thì cái đó bác sĩ họ sẽ cho thêm. Bác sĩ Hào vừa nói là bệnh nhân cần phải uống một số thuốc loãng máu. Lý do là tại sao họ phải, những người bị bệnh mạch máu bệnh tim họ phải uống thuốc loãng máu? Dạ, đó, câu hỏi này rất là hay. Là vì lúc mình hồi nãy mình có cái hình đó, thì cái mạch bệnh tim nó bị đóng mở, nó nghẽn đó. Nhưng mà trong cái hình đó nó cũng có những cái hồng huyết cầu nó đi ngang ở trong cái lòng của cái mạch của mình, cái lumen đó. Thì trong đó không phải hồng huyết cầu không, mà nó có tiểu cầu, tức là platelet, và nó có bạch huyết cầu, có nhiều loại tế bào khác nữa. Thì nó có những cái chất protein là chất đông máu, những clotting factor để giúp cho cái máu mình nó đông á. Những cái đó nó nằm ở trong cái máu mình, nó chạy ngang cái mạch đều đều từng giây vậy đó. Thì lúc mà cái mỡ trong cái chỗ mà nó nghẹn á, nó bị xì ra, tức là nó ra khỏi cái chỗ bên trong lòng, cái vách của cái tim mà nó ra khỏi cái khúc giữa đó, thì nó sẽ, cái cholesterol nó sẽ dính vô trong hồng huyết cầu, tiểu cầu, bạch cầu, nó cùng những cái protein kia nó đông lại thành một cục máu đỏ. Cái cục máu đỏ này có thể xảy ra trong vòng 1-2 phút thôi, nhưng mà cái cục máu đỏ này cộng cái chỗ nghẹt nó sẽ bích bất thình lình 100%. Ở trường hợp này gọi là heart attack, tức là sẽ bị, có thể tử vong. Do đó mình không biết nó xảy ra lúc nào, mình phải uống thuốc máu loãng để chống cho cái cục máu đỏ nó đừng có đông lại để nghẽn 100%. Ví dụ bây giờ một người tuổi 60 khỏe mạnh bị bệnh cao mỡ, cao áp huyết, ông có thể chạy bộ hay chơi tennis,
họ có cách nào có nên đi gặp một bác sĩ tim để coi mình có bị bệnh tim hay trước khi để mình tập thể thao hay là mình có làm cái gì để coi những cái thử nghiệm gì để mình coi mình có bị bệnh tim hay không? À, vâng. Có nên hay không? Vâng, thì câu trả lời là mình nên, ngoại trừ mình thuộc trường hợp đặc biệt là mình rất là healthy, rất là sức khỏe, rất là tốt, không có bệnh gì hết. Thì cái cách mà mình biết được là có nên đi hay không là mình tính cái tỷ lệ mà bị bệnh tim trong vòng 10 năm sắp tới, thì cái tuổi là yếu tố chính, và thêm đó là những cái bệnh chẳng hạn như cholesterol cao hay là hút thuốc lá hoặc huyết áp cao, thì nó có một cái máy tính điện tử trên mạng đó, thì mình có thể lên đó mình điền những con số cholesterol tốt của mình bao nhiêu, tổng cộng bao nhiêu, tuổi mình bao nhiêu, đàn ông hay đàn bà hút thuốc hay không, cái đó nó sẽ cho mình cái tỷ lệ. Thì nói chung đàn ông mà chừng khoảng 60 tuổi trở lên, đàn bà chừng khoảng 65 tuổi trở lên, yếu tố nó sẽ hơn quá mức mà nguy hiểm, do đó mình nên đi khám tim. Còn thí dụ cái mức của mình còn thấp hơn cái đó thì mình không có cần phải đi khám tim ngay, ngoại trừ nếu mình có triệu chứng thì đương nhiên mình phải đi khám tim với bác sĩ. Bác sĩ, các khán thính giả luôn luôn muốn thắc mắc là những cái bệnh chúng ta nói chuyện thì bây giờ làm sao tránh bị bệnh hay là giảm nguy cơ bị bệnh, bác sĩ Hậu có gì nhắn cho quý vị khán thính giả hay không? Dạ thưa, thì căn bản của mình á, cái hội American Heart Association á, cách đây mấy năm họ làm ra một chương trình gọi là Life Simple 7, tức là những 7 cái yếu tố mà mình cần để ý để mình tránh bệnh tim. Và gần đây họ sẽ modify, sửa lại chút xíu thành là Life Simple 8, tức là 8 cái yếu tố mình cần. Thì nó cũng là những yếu tố mình nói nãy giờ đó. Thứ nhất là mình chỉnh cái tiểu đường, huyết áp, cholesterol và hút thuốc là 4 cái đó. Xong rồi mình chỉnh thêm cái cân nặng của mình để đừng có bị quá cân. Mình cần phải cử ăn, tập thể dục là 7. Xong rồi họ thêm một cái yếu tố là ngủ nữa, tức là mình phải ngủ cho đầy đủ. 8 cái yếu tố này nó sẽ làm cho cái tỷ lệ bệnh tim trong tương lai của mình nó giảm lại. Thành ra mình chỉ cần nhớ như đó, và đồng thời đương nhiên là mình phải đi bác sĩ thường trực thử máu đều đặn để mình chỉnh những cái bệnh của mình, và đồng thời để mình có motivation để mình tập thể dục với cử ăn, thưa bác sĩ. Thưa quý vị vừa nghe bác sĩ Hậu trình bày về bệnh mạch máu, bệnh tim và những nguy cơ mà có thể tạo ra bệnh tim. Thì theo như bác sĩ Hậu nói, có những nguy cơ chúng ta có thể, có những bệnh chúng ta có thể tránh được, và nếu có bị bệnh thì chúng ta uống thuốc để tránh bị bệnh. Và bác sĩ Hậu cũng nói rằng quý vị yêu không làm ra bệnh tim, nên quý vị cứ tiếp tục yêu và vẫn nên tiếp tục uống thuốc nếu có bị bệnh. Xin cảm ơn bác sĩ Hậu rất là nhiều. Xin Hậu gửi lời chào cùng quý vị khán thính giả của Sống Mạnh. Dạ, tôi bác sĩ Trần Hậu Liên xin kính chào quý khán thính giả của Sống Mạnh, và thân chào bác sĩ Huy. Cảm ơn bác sĩ Huy có cơ hội thuyết trình và nói chuyện với chúng ta hôm nay. Kính chào quý vị đã theo dõi chương trình Sống Mạnh với bác sĩ Trần Ngọc Huy và Phạm Phú Nam. Chúng ta sẽ gặp nhau vào lần tới. Và bây giờ, mời quý vị trở lại với chương trình ca nhạc Sống Mạnh. Lâu trong cơn mưa chiều, nhiều cơn gió cuốn xoay xoay trong hồn, và cơn đau này vẫn còn đây. Chiều về không buông nắng trong mây âm, một mình trong chiều vắng như đôi môi mềm ngày nào ấm cần trao thương. Tìm trong tháng ngày buồn
đôi mắt nào khô đường tim chờ vơ đêm cho nhau lời nói trên đời nào yêu người niệm xưa đã chết cơn mê đã chìm tình yêu đã hết xót xa đã sẽ còn mãi sau. Thôi anh đừng xót thương, rồi ngày tháng phơi đi. Thôi cuộc tình đó tan rồi, không còn gì nữa tiếc. Một người con gái ước mơ đã nhiều, trời cho không được đến khi lấy chồng chỉ còn mối tình mang theo. Xin một lần siết tay nhau, một lần cuối cho nhau. Xin một lần vẫy tay chào, thôi dòng đời đó cuốn người theo. Trong tháng ngày buồn đôi mắt nào khô đường tim chờ vơ đêm cho nhau lời nói trên đời nào yêu người niệm xưa đã chết cơn mê đã chìm tình yêu đã hết xót xa đã nhiều đời thôi sẽ còn mãi sau. Thôi em đừng xót thương rồi ngày tháng phơi đi. Thôi cuộc tình đó tan rồi không còn gì nữa tiếc mà chi. Một người con gái ước mơ đã nhiều, trời cho không được mấy đến khi lấy. Một lần siết tay nhau, một lần cuối cho nhau. Xin một lần vẫy tay chào, thôi dòng đời đó cuốn người theo. Xin một lần siết tay nhau, một lần cuối cho nhau. Xin một lần vẫy tay chào.
tôi rằng điều đó hơn người thế hệ ông bà cha mẹ trước đây đã làm và thực hành nhiều công việc ý nghĩa và rất mong thế hệ sau tiếp nối những công việc hữu ích đó cho mọi người, nhất là cho cộng đồng người Việt chung của hai thế hệ tiếp nối. Tổ chức y tế One Primary Healthcare là một thể hiện sự tiếp nối của hai thế hệ, đều mang truyền thống bác sĩ Việt Nam chăm sóc cho bệnh nhân người Việt. Qua sự hiểu biết và cảm nhận chung một ngôn ngữ, văn hóa và tập quán, các bác sĩ Việt Nam ở thế hệ đi trước tận tụy chăm sóc cho bệnh nhân ra sao, các bác sĩ Việt Nam tuổi trẻ hôm nay sẽ theo gương đó mà tiếp tục tôn chỉ đó tại One Health Primary Care. Tổ chức y tế One Health phối hợp các kiến thức, sự cảm nhận về văn hóa đặc thù và những tập quán lâu năm chữa bệnh cho bệnh nhân người Việt để đạt được mục đích tối hậu giúp bệnh nhân sống mạnh, sống khỏe. Tổ chức One Health gồm có 6 bác sĩ gia đình và nội khoa với phòng khám trang thiết bị hiện đại và các hoạt động gần 2 năm vừa qua. One Health sẽ đón nhận và chăm sóc cho bệnh nhân cả già lẫn trẻ. Mọi chi tiết xin liên lạc 408-254-9192. Dịch vụ y tế ở đây rất tốt, có rất nhiều bác sĩ người Việt Nam. Họ chu đáo, chăm sóc tận tình và giải thích về sức khỏe của chúng tôi một cách rành mạch, dễ hiểu. One Health Primary Care, chúng tôi chọn nơi đây là bác sĩ gia đình. Chiều nhớ thương anh, người em tóc dài sâu trên phiên đàn, tình vương không gian mây bay quan xa có hay. Đàn nhớ từng cánh hoa bay, vầng trăng nghĩa hoài màu xanh ước mê, dòng sông trôi đi lúc chia tay còn nhớ chăng, ai nhớ mắt xanh năm nào chiều thu soi bóng nắng chưa phai màu kề hai má đầu nhìn mây tí nhớ chiều tí chiều nhớ thương ai còn thương nhớ hoài đàn ơi nhắn dù người đi phương nào nên trình bày biết anh đi xa. Đây đàn nhớ thanh âm chung dây vĩ cầm người xa vắng rồi, chiều sang em ơi thương ai hoa rơi lá rơi, người ấy lòng hướng trăng xa hồn say chiến bài tìm trong tiếng đàn mùi hương chươm phai ý giao hòa người nhớ chăng, mây gió bốn phương giang hà mùa thu theo áo nén hoa tươi
mà anh với nàng kề vai áo vẫn vương. Chiều hơi đang nhớ mong nhau, tình thương bắc cầu người đi hướng nào, tiêm trong chiêm bao tóc bay dài gió viêng khơi. Tiêm trong chiêm bao tóc bay dài gió biển khơi. Chương trình truyền hình Sống Mạnh do công ty Sống Mạnh thực hiện. Công ty Sống Mạnh là một công ty bất phụ lợi được thành lập từ năm 2001. Chủ trương của tổ chức Sống Mạnh là đem lại cho người Việt những kiến thức thực tế và chính xác về y tế, sức khỏe, đời sống và gia đình, hầu nâng cao được ý thức bảo vệ sức khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống.